Rồi hôm nay mình sẽ thay cái tăng cam cho cái anh trai này nha. Thì xe này cũng thay tăng cam nè, cũng bao lâu rồi anh? Bên đây nè, mới làm nồi nè anh. Anh trai, anh áo đỏ, bữa giờ anh thay bao lâu rồi tăng cam? Tăng cam là anh thay lâu chưa? Thay từ trước, thay từ lâu. Anh thay từ gì nha ha? Phượt để già không hối tiếc nè, đó. Nữa nè, biển xấu nữa. À dạ, banh hành banh xét nè, đó. Phượt chả vậy nè. Rồi thì đề máy lên cái bi, bật đèn lên đề máy ra. Rồi nha, thì xe này cũng làm vậy được. Đó rồi đây. Rồi thì xe hơi xào nhưng mà mình nghĩ là cái hệ thống tăng cam là cũng cần phải được bảo dưỡng thôi. Rồi vậy, mở đi. Đèn led Audi rất là đẹp nha. Đó. Audi. Rồi anh này thì đang bị giật cạc te sên. Rồi anh em nào mà bị tuôn răng mà cạc te sên là đóng sơ mi được, khỏi đóng sơ mi anh em, có ốc 7 ly luôn nè anh em. Nha, có ốc 7 ly luôn. Taro lên 7 ly là bắt ok luôn nè. Đó. À. Ha. Rồi đó. Thấy chưa? Ok ha. Rồi ốc cản thì 8 ly, có thể là taro lên 9 ly được nha. Ok luôn. Rồi Zalo đồ xin liên hệ cho mình hai số này nha. 0908367591, Trọng Hoàng 0974714942 là sửa xe Cùi Bắp. Đó là mình đó. Rồi nhà này bữa mình định qua ở mà thôi mình sang lại à. Bữa xây dở dang trước Tết nè. Đường Lê Văn Lương. Rồi anh em nào mà xuống tiệm thì có thể ghé 7 xà lan để ủng hộ quán nước về 7 nha. 1841 A Lê Văn Lương, ấp 4, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, là đường Lê Văn Lương nè. Không có gì ủng hộ 7 nha. Đó. 7 xà lan. Rồi, mình có bán cái cảo hoa lăng neo này nha, thì anh em nào mà mua thì nó có hai cái chụp đầu dên nè. Một chụp 10 ly, một chụp 12 ly. Đó, bảo vệ đầu dên. Thì là xài chung với S110 luôn đó. S110 mà xài một ốc á, một ốc cam giống như Future 125 này. Đó. 250 một cây nha anh em. Đó, thấy không? Rồi ok được. Rồi sau khi mà mình vô cần tăng cam thì nó được như vậy nha. Giờ mình gắn vô lại nha. Đây là thay sinh cam. Thì anh em nào mà gắn ở mình thì 600 thì ron này đất thì mình thay cho cái ron ha. Rồi không có bao nhớt nha. Còn anh em nào mà mua về thì 500.000. Rồi. Đi đi. Rồi nè, như vậy thôi ha, nửa ống 6 rồi nửa cái thằng lằn tăng cam. Chỗ này là mình tiếp rất là ngon lành. Ok. Qua đây đi. Rồi sau khi vô qua lăng là cái này phải quay được chiều không ha. Rồi mình vô cái bánh răng lai đề. Ngoài Bắc kêu bằng lai đề, còn cái này không biết như sao đó. Trung gian. Trung gian đề. Đó đây nó có cái khâu nè, cái khâu này thợ hay làm mất đó mà. Thấy không? Đây nếu mà làm mất anh em có thể là kiếm cái bà đạn trong cái đầu của cổ góp đề rim quay nè. Là số nó là 608, thấy không? Bấm đi, bấm cho nó. Thấy không? Thấy không? Rồi 6082RS nè. Đó, thấy không? Là anh em đưa vô đây, anh em đập, anh em mài hai đầu này ra nè, anh em lấy bi ra anh em gắn vô. Rồi, hình như không phải này à. Thôi, không phải cái này rồi. Thì mình xin lỗi à, cái này cái là bạc đạn ở trên cái cổ góp đề thì mình không nhớ số, nhưng mà là vô đây là vừa nè anh em. Nha. Rồi, ok. Rồi, tạm ngưng cái đi. Rồi anh em lấy lục giác, anh em dặn này vô xét là nó đã chịu vô cái lợn này nè, giống này nè, chịu vô lợn này nha, chịu vô cái lợn giống này nè. Rồi mình sẽ cạo từng qua lăng cho anh em coi luôn, từng cạo cho anh em coi luôn. Đây cái này siết chặt vô, thấy không? Rồi đó. Rồi nha, rồi mình sẽ dặn cạo này vô. Rồi mình sẽ dặn con 13 ở trong vô nè.
để cho nó chịu sát vô cái ngàm hoa lăng này. Đây là một dạng cảo mình chế nha, cảo từ xương cá hoa lăng. Rồi dạng này sát vô, rồi nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng. Thì anh em chỉ việc cảo ra thôi. Rồi, để mình lấy tiếp 17 mình nã. Rồi nè, đập căng ra anh em. Thấy chưa? Thấy chưa anh em? Chưa cái chốc đó luôn nha anh em. Ai nói không ra ha. Rõ ràng nha, cảo hoa lăng 2 trong 1 của mình. Rồi bây giờ mình đã xiết, mình sẽ bây giờ mình coi coi nó có ra ổ bì đề không, thì mình sẽ giới thiệu anh em là cái cảo hoa lăng là tích hợp 2 trong 1, có thể là dùng cái ti cảo của Rim Quay hoặc là Future Nail Quay S gì mà của mình bán á, thì anh em có thể là gắn qua. Đây là một cái hoa, đây là một cái hoa lăng là tự mình chế à. Đó, một cái đồ cảo hoa lăng tự mình chế là test lỗ rồi những cái ba cái chấu này rất là ok, thì anh em coi nè. Rồi tại sao mấy cái hoa lăng kia mà mình cảo nó hay bị tà đầu dên, lý do là tại vì á cái bài bản nè, cái mặt ram này nó đưa ra xa quá thì mấy con ốc nó chịu lực kém, còn cái này là mình chế là ôm vô cái khuôn của cái thớt của cái hoa lăng này luôn, cho nên là anh em yên tâm khi mà tháo ra nha, mình cảo cho anh em coi là chấp tất cả các loại cảo mà từ 300.000 đổ lại trên thị trường luôn nha, chấp tất cả các loại cảo luôn, là so sánh ngang ngửa với tất cả các loại cảo đó nha. Cảo này là mình không cần chụp đầu dên luôn nè. Đây là làm từ cái xương cá hoa lăng cho nên mình test lỗ rất là chính xác nha. Ví dụ như là cái nào nó âm vô sâu, cái thớt này thì nó âm vô miếng thôi, cái nào âm vô sâu hơn thì anh em có thể là dùng con tán này để lóc kê để xiết vô. Đó. Bây giờ là mình sẽ lấy ti cảo từ trong đây ra nha. Mình test cho anh em coi. Rồi nè, đưa sát vô. Rồi nha, là ti cảo nè. Rồi ở đây là mình làm cái đây mình lấy thêm mấy cái nữa cho anh em coi nè. Rồi. Nè mấy cái này là mình cũng làm mà móc lỗ rồi rất là ok nè, thấy không? Đó. Rồi tất cả luôn. Rồi. Cái này còn ba chia mà cảo cũng rất là ghê nha. Nè, đó. Rồi bây giờ mình không có làm mất thời gian, mình thử coi. Coi cứng khoai cỡ nào chấp tất cả các loại cảo trên thị trường luôn nha. Này thôi cứng nè, này vô là ra cái cục cái luôn á. Thấy chưa? Nổ cái bốc một cái luôn nha anh em. Rồi. Rồi thì anh em nào mà muốn sở hữu cái cảo này với ti cảo này thì liên hệ mình nha. Mình có bán luôn. Đây là cái này từ cái xương quay alpha đó nè. Xương cá quay alpha test ra nè, cái quay alpha là nó còn cứng bạo hơn cái thằng này nữa nha. Này là xe Trung Quốc thôi đó mà nó đã vậy rồi. Rồi ha. Đó, rồi. Ngừng. Bây giờ mình không làm mất thời gian, mình thử coi coi cứng khoai cỡ nào chấp tất cả các loại cảo trên thị trường luôn nha. Này thôi cứng nè, này vô là ra cái cục cái luôn á. Thấy chưa? Nổ cái bốc. Hôm nay là sửa xe Hồng Hoàng là có về mấy bộ số nha anh em. Mấy bộ số của Neo để gắn cho Future Mập nha. Thì có gì thì anh em liên hệ Zalo cho mình. Đó để mà có thể là biết giá rồi gắn ở tiệm bao nhiêu rồi bộ số đầy đủ thì như vậy, anh em nào mà ấy thì mình ship cho anh em luôn. Đây bộ số đây trong bịch nè, ở đây là còn mấy bộ nữa nè. Đó đó, thì anh em nào mà anh em biết rồi nha, anh em biết là Future 125 là nó hay bị hú số. Đây là bộ số Future Nail, đây là một cái bài thuốc đặc trị hú số của Future, đặc trị hú số của Future 125 là Future Mập anh em. Rồi anh em bỏ tiền ra là mấy chục triệu anh em mua một chiếc xe mà Future mà cái bộ số nó
Đây là bộ số này thì dù sao là cái bộ theo xe, nhưng mà anh em thấy là để mình lấy đèn led cho anh em coi ha. Số rất là đẹp nha anh em. Đó. Là anh em thấy không, mấy số 2, số 3 rồi nè. Thì ví dụ bộ số này á, là mình nói là mình gắn vô Future Nail, nó khắc phục được là khoảng là bộ số này của Future Nail mình gắn cho Future 125, thì anh em phải chấp nhận đây là bộ số theo xe người ta đã chạy rồi. Thì là nó là mình đã được khoảng 70% đổ lên là được rồi. Ví dụ như có nhiều số nó hơi o o nhẹ thì anh em phải chấp nhận. Nhưng mình đã gắn rồi, mình đã gắn vài bộ rồi thì anh em phản hồi rất là tốt nha anh em nha. Thì đó, bộ số như thế này thì còn anh em mua về á, anh em mà muốn mua về á, thì mình phải chỉ cách gắn, không anh em gắn lóc giữa vô anh em phải rã máy ra một lần nữa. Nó có cái chỗ khác đó nha anh em, có chỗ khác bộ số của Future mập á, không phải anh em ráp nguyên bộ vô là được đâu. Thì anh em lựa mua bộ số anh em lựa như thế nào, nó như thế nào nè. Ở đây rất là nhiều, chút mà mình sẽ xẻ thêm một bộ nữa cho anh em coi. Đây trong cái tẹp này cho dễ nè, đó, đó nha. Đó, thì anh em lựa bộ số, anh chị em chọn bộ số là những cái này nè, không bị nhâm nè, không có bị láng mà cũng không bị nhâm rổ. Future mập là nó rổ, bởi vậy nó hú nó gào ghê lắm. Là thứ nhất, thấy không? Thứ hai á là cái này Ronin này là ít chạy nè. Anh em đừng có tính Ronin ngoài đây, Ronin ngoài đây á nó không có bắt cái nhông nó chạy đâu anh em. Ronin trong này mới quan trọng nè. Mình sẽ cất bộ số này vô nha, và mình sổ bộ số này ra coi như thế nào nha. À, mình sổ bộ số nè, đây mình để lên đây cho anh em dễ ấy. Đó. Rồi, đây là cũng là một cái bộ số nè. Này, anh em thấy nha, nhông như thế này nè. Để mình lấy một cái bộ số hư cho anh em tham khảo, là cái Ronin này nó hư cho anh em tham khảo ha. Số rất là ok luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đó, bộ nào cũng như bộ nào ha, nhông rất là ok. Thì đây nữa còn mấy bộ nữa nè. Đó. Thấy chưa? Đó, bộ nào cũng đẹp hết. Này mình lựa, mình cam đoan anh em là lựa bộ nào là phải 70% đổ lên này mình mới lấy, không? Lấy để mình chia sẻ cho anh em coi, anh em nào mà yêu thích cái dòng xe này á. Đó, đa số là những dòng bây giờ quay 125 mà cái máy nó giống như là Future đèn led á, thì nó đều bị hú số hết nha anh em. Đó, công nghệ luyện kim nó như thế nào mình không biết. Đó, thì anh em nào mà muốn thì tới tiệm mình gắn nha. Tiền công rã ráp máy thì anh em liên hệ Zalo, còn cái tiền bộ số như thế nào thì anh em cứ liên hệ Zalo, nhắn tin cho mình trước. Rồi anh em muốn sàn dên, sàn đầu lòng gì á là mình làm luôn. Mình gắn là nói chung là cái cục máy của Future Nail á là mình gắn được hết cho Future mập, chỉ trừ lại cái lóc số thôi, vì cái đó là phạm pháp lực nha. Thay lóc số qua luôn là tháp số rồi là phạm pháp lực. Đó. Thì anh em muốn chơi tất tần tật thì mình chơi tất tần tật thôi, không sao hết. Rồi mình làm cũng nhiều cho nên mình có kinh nghiệm, cái nào có thể gắn qua được. Còn anh em gắn là coi chừng anh em trẻ máy lần thứ hai nha. Anh em thay bộ số này ra nè, rồi anh em gắn vô không được anh em phải chẻ máy. Rồi anh em muốn có kinh nghiệm thì anh em phải chẻ máy, nhưng mà nhiều khi anh em tháo ra anh em không biết là nó bị khắc phục, nó bị chỗ nào nữa. Đó. Xe anh chơi nổ máy chưa nha anh em. Thì ở trong đây còn vài bộ nữa nè, mình không có tiện tháo ra hết nha anh em, mình chỉ sổ hai bộ ra cho anh em coi thôi. Thì cái này là điều tốt hết á. Rồi thì Ronin cốt tải rồi còn rất là tốt, là ok rồi nha. Thì anh em nào mà gắn thì xuống tiệm mình gắn cho. Anh em cứ nhắn Zalo trước là ok. Zalo trên bảng là clip nào mình cũng có để hết á. Đó, mình cũng có trình chiếu mình để anh nha. Rồi anh em. Đây bộ này hồi nãy mình cũng cho anh em coi là rất là ngon nha. Rồi. Thì anh em mà mua về thì thợ gắn nhiều khi là phải chẻ lốc máy ra đó, tại vì cái này nó có khác nhau. Thằng mập với thằng neo á nó làm như vậy chứ nó có khác nhau nha anh em. Mình chỉ nhấn mạnh chỗ đó thôi, còn khác chỗ nào á thì anh em gắn vô rồi anh em biết nha. Rồi như vậy đi. Đó. Nếu mà anh em mà đi một chiếc xe Future mập á, mà tâm huyết á, thì anh em chọn cho mình cái bộ số Future Nail này là một giải pháp đặc trị, thuốc đặc trị nha. Là mình sẽ chấm dứt cái bệnh hú số này rất là lâu. Anh em thấy Future Nail không, nó chạy trên đường là vi vu luôn. Đó. Còn cái xào, cái cọc cọc đồ là mình cũng có khắc phục. Thì có nhiều cái lắm. Thì ở đây là mình chỉ nói tới cái bộ số cho anh em tham khảo thôi. Đó. Thì anh em nào mà muốn mua bộ số này, muốn tậu bộ số này gắn để cho bạn xe mình nó êm, thì anh em nhớ là liên hệ với mình. Vậy thôi.
Nói thêm là cái xe anh em mà chế cái này lên nè, chế lên là anh em bắt bát này vừa nè, anh em chim mấy cái ống canh ở trong, ống canh ở trong là cho nó vừa ha. Thì mình bắt dàn áo vô, ướm dàn áo vô thử rồi sẵn một chiếc làm tăng cam thì nó vừa cho anh em. Cái này nó hơi bị cong nè anh em, uống lên miếng nữa là chừng nửa lỗ ốc này là vừa luôn nè anh em nha. Đó. Chia sẻ cho anh em để mà muốn anh em biết đi. Làm. Đó. Là ngay luôn nha anh em, ngay luôn. Hôm nay là mình lấy chìa khóa ra là khách chờ khách lấy thôi, mình nổ máy cho anh em nghe nha. Chạy rất là ok luôn nha anh em. Dàn phun phía giờ 125 chỉ có máy là quay y thôi. Đó anh em, nghe tiếng nổ máy đi. Rất là êm luôn. Đó. Anh em thấy không? Chạy rất là ok nha anh em. Nè đó mình quay cho anh em coi. Chỉ nghe tiếng kim phun anh em thấy chưa đó. Thì anh em nào mà cái này là cục máy anh mua cho mình sàn, thì anh em nào mà muốn giữ lại lốc giữa thì mình làm giữ lại lốc giữa cho anh em đó, nhưng mà cái thời gian lâu hơn lần này, này thì sàn nguyên cục nha anh em, rất là ok nha. Rồi thì mình làm á, mình cái bộ số hay là cái lốc đồ của những cái xe này nó khác nhau cái gì thì mình sàn qua là mình sẽ có kinh nghiệm. Còn anh em nào mà dạng mà là vừa làm thì anh em phải rút kinh nghiệm, anh em có thể là chẻ máy ra một lần nữa. Cái bộ số nó cũng có khác nha anh em, rồi lốc nó cũng có khác nè đó. Có nhiều cái nó khác lắm mà mình phải chế biến miếng thì mới vô, nói chung là vô được hết nha. Máy này lên ga đâu có rọt rọt đâu, phiêu chờ mập là thua nha anh em. Nè ET nè, E1 của Thái nè, KBH nè, thấy chưa anh em, thấy không? Đó, thôi, nghe. Máy mình cho muốn nổ máy cho anh em thấy nó cái độ êm nó cỡ nào thôi. Sau khi xong thì ok nha. Thì nó hơi hú nhẹ thì chạy vài bữa nó hết thôi. Rồi trên nó giãn ra đều rồi nó hết. Rồi, okay.